Hello mọi người, nhất là các bác, các anh, các chị và các em tuổi Mão. Đây là video clip em làm về tử vi của tháng Bính Thìn cho tất cả những người tuổi Mão. Có thể nói là vừa trải qua một tháng Mão, tháng 2 âm lịch, tháng Ất Mão, đem lại nhiều điều không có vui vẻ, không có thuận lợi trong gia đạo cũng như công việc với tất cả những người tuổi Mão, đặc biệt là những người tuổi Ất Mão, vì tháng 2 là tháng Ất Mão, và những người tuổi Đinh Mão có nhiều cái điều mà phải nói là không có được tốt đẹp. Thì đến tháng 3 này, xem là tử vi của nó có tốt cho những người tuổi Mão hay không. Thì xin được chia buồn với mọi người như thế này, với mọi người tuổi Mão như thế này, là tháng 2, tháng 3 này thì vẫn là tháng chưa thuận lợi cho những người tuổi Mão. Vì sao? Vì xét về địa chi á, là những người tuổi Mão với lại tuổi Thìn á, Mão với Thìn là thuộc là nhóm tương hại, mà tương hại được hiểu ở đây là sự cản trở nhau trong cái cuộc sống, đúng không? Bên mạnh khống chế bên yếu, cho nên là nếu mà nói về con Thìn với con Mão thì con Thìn nó mạnh hơn con Mão nhiều lắm, cho nên là có thể nói là cái tháng này nó sẽ tác hại đến cái địa chi của mọi người tuổi Mão rất là nhiều. Thì đầu tiên hết á, là để xét về một cái tháng hoặc là một cái năm hoặc là một cái tử vi nào đó, thì mình phải trước hết là mình phải cái tổng thể của cái năm đó người tuổi Mão nó như thế nào. Đầu tiên hết trong video này thì em sẽ nói đến cái những bác tuổi Tân Mão. Tân Mão thì Tân Mão mệnh mộc, người Tân Mão thì do là người Tân Mão sinh năm 1951 á, là em chưa có làm cái tử vi cả năm, cho nên em sẽ nói sơ cái tử vi cả năm, sau đó em sẽ ứng dụng vào cái tháng này nó như thế nào. Đối với nam mạng á, thì á, là sao á, các anh á, là gặp sao là sao Thái Dương, may mắn danh lộc tốt, nhưng hạn là Thiên La, tinh thần bất an lo lắng. Vận niên Hổ Dõng Thiên, tức là cọp ra oai rất là ok, tức là mình có được cái môi trường, mình có được cái vị trí rồi, bây giờ là mình chỉ có ra oai thôi, vận niên khá tốt. Rồi Thiên Can á, Tân gặp Mậu á, là bình thường, không có xung không có hại gì cả. Nhưng mà về nạp âm ngũ hành á, là Tân là Kim, Mậu là Thổ, như vậy á, là Mậu sinh Thổ sinh Kim là được tương sinh, công việc sẽ tốt đẹp, Thiên Can sẽ không có gì mà rắc rối. Địa chi Mão với Tuất là thuộc nhóm lục hợp, như vậy là nếu như mà xét về cả cái tổng thể năm thì rõ ràng người Tân Mão sinh năm 1951 nam mạng là được quá nhiều cái sự lợi lạc trong cuộc sống. Thì nếu như mà mình đã được lợi lạc trong cuộc sống thì mình sẽ tốt hơn luôn cả cho cả cái mình, có được cái năm tốt thì cái tháng này nó có xấu đi nữa thì mình cũng có được cái đại hạn, mình được cái đại vận, mình bao phủ nó, mình vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Còn nữ thì thuộc sao Thổ Tú, sao Thổ Tú thì người ta là rối rắm bất an, hạn thì Diêm Vương, bệnh hay ra máu. Vận niên thì cũng như nam Hổ Dõng Thiên, Thiên Can Tân gặp Mậu cũng như là bên nam thì mọi thứ khác là đều giống nhau. Tuy nhiên sao người mà nữ mạng sao Thổ Tú là rối rắm bất an này á, sao Thổ Tú nó thuộc hành Thổ, mà mạng của các chị là thuộc mệnh mộc, là Thổ nó khắc mộc, mộc nó khắc Thổ, như vậy là sao với mạng là tương khắc nhau, sẽ là đem ra nhiều điều không có tốt lành. Mà đã như vậy á, thì đem nhiều điều không tốt lành như ở đây thì gặp tháng Bính Thìn, một tháng cũng có nhiều cái rắc rối đến với các anh các chị. Thì sao? Tại vì mệnh của các anh, mạng các anh là mộc, tháng Bính Thìn tháng 3 này là tháng Thổ, mộc nó khắc Thổ, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn. Tuy nhiên là do là mộc nó khắc Thổ cho nên là nếu có bệnh nạn cũng không có nặng, cũng dễ dàng vượt qua. Thiên Can thì chữ Bính với chữ Tân là ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, cho nên có thể nói là các anh các chị được một cái Thiên Can của tháng ngũ hợp thì sẽ đem đến nhiều điều cho công việc.
cả thiên can cả năm của các anh chị là để được tương sinh về ngũ hành nữa, gặp thiên can của tháng là ngũ hợp thì chắc chắn là sẽ đem lại tiền bạc và đem lại lợi lộc trong công việc. Địa chi như đã nói, Mão với Thìn là thuộc nhóm tương hại. Tương hại là được hiểu là sự cản trở nhau, cho nên là địa chi này nó nặng về phần gia đạo. Cho nên là gia đạo là cái điều mà anh chị phải cần để ý trong cái tháng mà bản mệnh bị tương khắc. Và bản mệnh mà bị tương khắc á, thì các tinh quân khác nó cũng giống như bị một án mây che mờ thôi, chứ không bị tắt hẳn ha. Mà gặp địa chi thì thuộc nhóm tương hại nữa, thì các anh chị nên cẩn thận nhiều điều. Rồi, đó là người tuổi Tân Mão. Tiếp theo những người tuổi Mão khác thì có người Quý Mão. Người Quý Mão thì là mệnh kim. Em cũng chưa làm cái video clip cho người Quý Mão luôn của cả năm, thì cho nên là em có nói sơ. Thì nam mạng của Quý Mão thì năm nay gặp sao Thổ Tú. Người ta gọi là sao Thổ Tú thì dễ đem lại rối rắm nạn tai. Hạn thì ngủ ngộ, hao tài mất của, còn cần phải cẩn thận sức khỏe suy yếu và tai nạn tàu xe. Tại sao? Tại vì cái mệnh kim bạch kim này nè, nó khắc mộc của cả năm. Gọi là bản mệnh mà khắc năm thì nó có nhiều điều mà rất là phức tạp, cho nên là các anh chị cần cẩn thận, các anh cần cẩn thận. Vận niên là Trư Phùng Hỏa, một vận niên rất là xấu ha. Chỉ thua cái ông nội vận niên là Mã Ngộ Đao thôi, tức là ngựa trúng thương thôi. Thiên can á, thiên can á là của cả năm á, là Mậu hợp với là Quý. Đây là sự hợp đa lễ, chủ về chữ lễ. Mậu hợp Quý, thiên can tương hợp thì công việc dễ sinh tài lộc ha. Hanh thông. Địa chi thì Mão Tuất thuộc nhóm lục hợp. Như vậy là nếu về xét cả năm thì các được thiên can là ngũ hợp, địa chi là lục hợp. Nếu mà nam mạng Quý Mão chỉ có cái sao Thổ Tú là không tốt thôi, sao Thổ Tú vận niên không tốt, sẽ có được thiên can và địa chi hỗ trợ. Như vậy thì cũng có gia đình và công việc nó tương đối, dù rằng ở cái năm gặp nhiều chống phá, nhưng mà các anh sẽ có được cái tiền tài, có được những cái mà thành công mà các anh mong muốn, chứ không phải đến nỗi nào. Sao Thổ Tú thì nó thuộc hành thổ, tuy là nó rối rắm nạn tai đó, nhưng mà nó sẽ thổ, nó sinh kim của cái mạng của anh, cho nên là cái sao Thổ Tú này nó sẽ không phát huy tác dụng quá nặng đối với người hành kim. Đó là về nam mạng cả năm của Quý Mão. Thì nếu về nữ mạng á thì là kim bạch kim luôn, mạng kim bạch kim gặp năm bình địa mộc là kim khắc mộc ha, là tương khắc mạng tương khắc năm. Sao Văn Hớn tai tiếng rối ren, hạn ngũ mộ thì cũng như các anh nam, hao tài mất của, sức khỏe cần chú ý, coi chừng tai nạn tàu xe. Vận niên thì cũng như các anh là Trư Phùng Hỏa, thiên can cũng như các anh ngũ hợp, gặp địa chi là lục hợp. Như vậy thì không khác lắm đối với các anh, nhưng các chị thì sẽ không may mắn như vậy. Lý do tại sao cả năm á là các chị có sao Văn Hớn, nó cũng rối rắm nạn tay, cũng giống như sao Thổ Tú đối với người nam, nó cũng hai sao này nó cũng gần gần bằng nhau. Tuy nhiên cái sao Văn Hớn này á, lại nó là thuộc hành hỏa, mà các chị thì là mệnh kim, hỏa nó sẽ đốt kim, cho nên là cái sự rối rắm tai tiếng nó sẽ nặng hơn, nó làm cho các chị khó chịu hơn. Rồi đó là những cái mà cả năm, và kết hợp với lại cái tháng này đi, tháng Bính Thìn, tháng 3 là tháng thổ. Các chị thì có mệnh là kim, là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe, mà nó còn có ảnh hưởng tốt đến những cái tinh quân tốt ở cái tinh quân mà ở bên trong cái mạng của mình. Nó tương sinh cái tinh quân tốt, nó làm cho các tinh quân quốc sáng lên, thì nó sẽ đẩy bớt cái bóng tối của cái tinh quân xấu, thì nó sẽ bớt đi cái sự khó khăn. Địa thiên can á, Quý với Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên ngũ hành của thiên can á, chữ Quý á, là thủy, Bính là hỏa, cho nên là nội tại là bị nạp âm ngũ hành đó là thủy khắc hỏa. Cho nên nội tại công việc không tốt, có sự ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên đó là các chị có là các anh các chị đều có thiên can cả năm là ngũ hợp, cho nên là cái sự khó khăn này nó không đến nỗi nào. Còn địa chi thì cũng giống như tất cả những người tuổi Mão khác, các anh các chị thì đều đang vô cái Mão với Thìn là tương hại, sẽ không có tốt lành về gia đạo, thậm chí là quan hệ trong công việc với những người xưa, người cũ cần cẩn thận.
đề phòng là coi chừng mình bị hao tài ha. Rồi tiếp theo á, là người tuổi Mão, kế tiếp người tuổi Mão mệnh thủy đó là người Ất Mão. À, người Ất Mão thì em đã làm cái tử vi cả năm rồi, cho nên là em không nói lại cái phần tử vi cả năm, em chỉ nói cái tháng này thôi. Thì mạng của tháng này là tháng Thổ, tháng Bính Thìn là tháng Thổ, thì nó khắc thủy của các anh chị Ất Mão. À, tháng khắc bản mệnh xấu, à, đề phòng bệnh nạn ảnh hưởng xấu đến công việc. À, nhất là các chị gặp sao thái bạch, còn các anh gặp sao thái âm thì công việc may mắn danh lộc tốt, không nói rồi, các chị sao thái bạch cho nên là cẩn thận cái việc này. À, rồi thiên can là Ất Bính. À, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nhưng Ất là thuộc hành mộc, Bính thuộc hành hỏa, cho nên có thể nói là ngũ hành của thiên can là tương sinh cho công việc tốt. À, rồi địa chi là Mão Thìn thuộc nhóm tương hại. À, cho nên đó là đối với các anh có sao thái dương nè, rồi đó là mọi thứ đều tốt lành nè, hạn thì diêm vương thì không đến nỗi nào. À, hầu thực quả, vận niên hầu thực quả, thiên can Ất Mậu thì bình hòa, địa chi thì lục hợp, như vậy thì nó không có ảnh hưởng xấu đến đến nam ở trong tháng 3 này. Nhưng nữ của tháng này thì cần cẩn thận, Ất Mão nữ mạng tháng này cần cẩn thận nhiều hơn là Ất Mão nữ mạng của tháng 2. Tháng 2 Ất Mão nữ mạng vậy chứ không có khó khăn nhiều bằng nam, nhưng mà tới phiên tháng này thì nữ mạng sẽ có nhiều cái khó khăn, đặc biệt từ phần gia đạo, mà gia đạo là nữ ảnh hưởng cái phần gia đạo rất nhiều. Nữ là thích nội trợ, mà là thích cái công việc quán xuyến gia đình, mà ảnh hưởng tới gia đình nhiều, tức là ảnh hưởng tới các chị nhiều, cho nên các chị cần để ý. Tiếp theo của người tuổi Mão đó là Đinh Mão, sinh năm 1987. Các bạn này thì mệnh là Lưu Trung Hỏa. Các bạn này, các anh chị Ất Mão với lại các bạn này là tháng 2 là ảnh hưởng nhiều nhất, khó khăn quá trời, nhưng mà do các bạn này là mệnh rất là lớn ha. Cái lưu trung hỏa của các bạn không phải lửa trong cái lò nhỏ, mà là lửa trong cái lò luyện ra trời đất, cho nên phải nói là cái lưu trung hỏa đi chữ đinh ở thiên can này giúp cho các chị mạng, các em mạng rất là lớn, đúng không? Luôn luôn là có quý nhân giúp đỡ ở những cái thời khắc mà coi như là khó khăn nhất, nghĩ rằng mình chết ha, nhưng không được. Đó là cái gì mà người Đinh Mão hay có. Thì tháng này á là tháng Bính Thìn, tháng Thổ, đối với mạng á, là hỏa của các em sinh Thổ, sinh xuất bản mệnh theo lẽ sức khỏe ảnh hưởng, nhưng không quá nghiêm trọng, do năm nay á, là năm can mậu nó thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, cho nên hỏa sẽ rất vượng, mà các em là ngọn lửa lớn nữa, lửa luyện ra trời đất, mà gặp năm hỏa vượng nữa thì sẽ sinh xuất bản mệnh Thổ một tí xíu, cũng không có quá nặng, lớn lao đâu, cũng không có bệnh nạn, cũng không có tai nạn đến nặng nề, cho nên là yên tâm. Thiên can Bính Đinh là không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ, nhưng mà ngũ hành của cả Bính và Đinh thì đều bằng là hỏa hết, cho nên là gọi là ngũ hành công việc cũng thuận lợi, dễ sinh tài lộc. Phần địa chi thì không nói đến nữa rồi, địa chi thì Mão với Thìn là thuộc nhóm tương hại rồi, thì đã nói ở trên rồi, thì các em nên cần cẩn thận nhiều hơn. Tương hại thì nó sẽ có cái người mà gây khó dễ trong công việc, chứ không phải địa chi là chỉ có ảnh hưởng với gia đạo không ha, cho nên là các em cần cẩn thận. Mà gặp cái tháng mà sinh xuất nữa thì cái tương hại của mình nó sẽ bị nhiều hơn, gọi là mình không có quá được chủ động, cho nên là cần cẩn thận. Tiếp theo của người tuổi Mão đó là Kỷ Mão, sinh năm 1999. Người Kỷ Mão thì do là nhỏ quá chưa có làm cái tử vi cả năm thì anh sẽ nói sơ như thế này. Người Kỷ Mão thì mệnh là thành đầu Thổ. Năm nay là nam mạng là sao Thổ Tú, nữ mạng sao Văn Hớn, hai cái sao này đều là rối rắm nạn tai, giống nhau về cái sự khó khăn. Hạn thì nam là tam kheo, xây sát tay chân, nữ là thiên tinh, tranh chấp kiện thưa. Vận niên thì hổ giống thiên, cọp ra oai. Kỷ Mậu thì về mà tử vi là không hình hại, không tương sinh gì hết, nhưng mà về ngũ hành thì Kỷ và Mậu đều thuộc hành Thổ, cho nên gọi là thiên can cùng hàng thuận lợi nhiều việc. Có thể nếu mà đang đi học thì sẽ dễ dàng đầu óc, thể thoải mái, không có đến nỗi nào gặp cái gì trục trặc đi làm thêm cũng không có sao.
địa chi Mão Tuất thuộc nhóm lục hợp, gia đạo thì tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra, có tình yêu thì cũng vui vẻ, không có sao đâu ha. Các em tuổi Mão, cái đó là về cả năm, về sơ khởi của tử vi cả năm Mậu Tuất đối với tuổi của Kỷ Mão sinh năm 1999, nam mạng hay nữ mạng. Thì chính vì những cái đó thì vận vào cái tháng này, tháng Bính Thìn, đối với lại người của tuổi Kỷ Mão, thì nếu là thổ, các em mạng thổ, thì tháng Bính Thìn cũng là một tháng thổ, cho nên là bản mệnh đồng hàng ha, sức khỏe ổn, có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua. Thì cái này là người tuổi Kỷ Mão thì còn có những ông bà sinh năm 1939 luôn, cho nên nó có thể nói là tháng Bính Thìn này đối với ông các bà thì sức khỏe vẫn ổn, không có chuyện gì đâu ha. Thiên can Kỷ Bính, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên chữ Bính là thuộc hành hỏa, chữ Kỷ là thuộc hành thổ, như vậy là thiên can được tương sinh. Cho nên là nếu mà nói về các em còn nhỏ 99 đó, thì đi học vui vẻ, không có chuyện gì xảy đến ha, đi làm thêm thì có tiền tài, cũng không có gì quá nặng nề. Thì đối với các bác thì rõ ràng là gia đạo vui vẻ, có con có cháu đem về, có cho tài lộc nữa, cho nên các bác yên tâm. Địa chi thì cũng như ở trên, Mão Thìn thuộc nhóm tương hại, mà ở đây thì các em, với các em 99 hoặc là các bác sinh năm 1939 thì một là còn nhỏ lo ăn lo học, hai là đã lớn gọi là an phận hưởng già, cho nên là có ai đi nữa thì cũng gia đạo cũng không có làm các bác quá buồn đâu ha. Có thể là có mong nhớ, thí dụ người lớn tuổi thì mong nhớ con cháu lâu quá nó không về thăm, đang chút buồn buồn. Còn đối với các bạn sinh năm 1999 thì có thể nói là liên quan đến cái việc nhớ người yêu này kia, chứ không quá nào quá lớn lao. Như vậy là tử vi của tháng Bính Thìn đối với những người tuổi Mão thì có người tốt cũng có người xấu. Thì không phải là cứ tốt là mọi điều đều phải hanh thông, không phải xấu là mọi điều mình không phải ở trong nhà. Xấu tốt đi đó nên nữa, nó có vận đến mình hay không, đó là phải coi được cái gọi là đức năng của mình nó như thế nào, duyên nghiệp mình tạo ra ra sao mà ở trong cuộc sống. Đây chỉ là những cái tổng hợp của cái tử vi của sách vở em nghiên cứu được và chia sẻ đến mọi người. Thì hy vọng rằng là mọi người có được cái thông tin tốt đẹp để mà ứng dụng vào trong cuộc sống. Video đến đây là đã hết. Nếu như ai xem thấy video hay, nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người tuổi Mão khác được biết cái tử vi của tháng này. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video tiếp theo, có thể là tuổi của anh chị em, gia đình của mình hoặc là người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.